Tất cả mọi cái chiến tranh xảy ra trên cái đất này đều là do bởi con người tham lam và không có hiểu luật nhân quả, thì nó mới có cái những cái chuyện mà rất là đáng tiếc, đau buồn. Rồi đây tất cả quý vị sẽ thấy những gì Kiệt nói là thiệt. Cái ác sẽ không còn tồn tại trên cái quả địa cầu này sau khi đệ tam thế chiến xảy ra. Mà đệ tam thế chiến là chừng nào ai cũng hỏi câu đó, nó sẽ xảy ra rất là ngắn. Hôm nay mình cũng nhìn thấy cơ bản. Thì Kiệt là người ở trên, Kiệt hiểu được nhiều chuyện. Quý vị thấy bữa nay là ông Trump đang ở ngoài tòa đó, hiện giờ luôn á. Thì chỉ có không phải là ở Mỹ là không có tà đâu nghe. Các phe dân chủ nó cũng là tà, gọi là thổ tả đó. Thì trong cái thế giới vô hình á, giữa chánh và tà đang đấu với nhau, thiện thần và ác thần. Thiện thần á, thì đang bị ông tòa xử về mấy cái vụ đã xử xong rồi, nó không còn kiếm gì để mà nó kiếm chuyện ổng nữa. Nhưng khi mà thiện thần đúng ngày đúng giờ á, là thiên thời địa lợi nhân hòa đó, chỉ có đảng Cộng Hòa á, là mới đưa Trung Cộng đi vào lịch sử, vào quá khứ luôn, tiêu luôn á, ý là nói là tiêu luôn á, là chỉ có đảng Cộng Hòa, cả Nga và cả cái khối khối Hồi giáo và cả cái khối cực đoan độc tài khối ác. Riêng Việt Nam mình ở trên nó trả lại gì hết, chỉ là đi theo người ta thôi. Hễ mà thầy chạy thì trò cũng chạy, à cũng dông mà. Thì Việt Nam được ở trên á đã phong ấn lâu rồi. Phong ấn có nghĩa là biết là không có đúng, nhưng mà cũng không có cho thê thảm như kiểu Bắc Hàn bây giờ đang chết đói thê thảm, cái gì biết không, cũng phong ấn lại, cũng không có cho bị thảm kịch lớn như kiểu là Ukraine, và cũng không có để cho chết Covid hàng triệu triệu người. Có nghĩa là nước Việt Nam có Phật Thánh Tiên hạ phàm để cứu độ nước Việt, thì nước Việt sẽ tránh được rất là nhiều nạn tai. Nhưng mà song song theo đó đó, cũng không có hẳn là giữ được chế độ. Chế độ là gọi là thế trục đó, cũng phải thay đổi thôi. Nhưng mà quý vị ở trên nó đang thay đổi theo kiểu nào? Đang thay đổi theo cái kiểu mà... Thì bây giờ Kiệt làm cái clip ở nhà, nên nào rảnh thì lên đây Kiệt ngồi nói chuyện, chơi ra cái clip ngắn này dài tùy theo bữa nào có chuyện nhiều chuyện ít phải đi. Thì mỗi một lần mình nói chuyện chỉ vô một cái đề tài thôi, tập trung. Rồi ở ngoài kia thì mình cũng không có giờ nữa, ví dụ như buổi chiều hay là buổi sáng như giờ. Thì theo ngày bữa nào Kiệt đi họp thì Kiệt không có nói chuyện buổi sáng. Rảnh thì nhà Kiệt nói một chút. Rồi đi làm buổi trưa. Chiến tranh chúng ta đang ở sắp sửa có chiến tranh, sắp sửa có nạn đói, kinh tế thì mình đang thấy rồi đó. Kinh tế đói thường đi đâu với chiến tranh? Đó là đệ nhất, đệ nhị và đệ tam thế chiến đều là xảy ra như vậy. Chỉ có một cái là chúng ta, chúng sanh đây mấy tỷ người, cả nước Việt đa số là năm loại mà Kiệt nói là khó mà độ đó. Thì họ không có biết chuyện gì ngày mai sẽ xảy ra khi mà chiến tranh sẽ đến. Họ chỉ biết ngày mai là tính chuyện ngày mai, chứ họ không bao giờ có một cái sự phòng bị trước, hay là thay đổi cách sống, hay là ăn hiền ở lành. Họ không có tính được vậy, họ không có chịu hiểu thêm, họ không có chịu nghe Kiệt nói rất là lì lợm. Và trên rất là buồn cái chuyện này. Cho nên vài tuần nữa thì Kiệt sẽ lập một cái đàn tràng khoảng
để mà khấn xin cha, xin chư Phật giảm bớt cái sự tổn thất, bớt sự chết chóc. Dạ, khỏe không? Ở đâu vậy? Dạ, con ở Đồng Tháp. À, con tên Thiên Thị Bích Thận. Hôm bữa sư phụ giảng cho con rồi. Thiên Thị Bích Thận ở Đồng Tháp. Giờ nãy bệnh mấy giờ không lo ngủ mà lo lên đây con? Con vừa chuẩn bị đi ngủ, con thấy sư phụ live stream sao mà con đợi. Con nhờ sư phụ dễ lên gán hai đứa con của con. Rồi, rồi, rồi dễ đây, rồi đi ngủ nha. 2 giờ khuya rồi, gán đi ngủ đi. Rồi ok, dở thường hóa. Rồi thu dễ rồi đó. Dạ, nhưng mà dễ thì dễ, phải đọc kinh, phải ngồi thiền nha. Chứ không phải dễ không mà cứ được về trời đâu. Dễ để mà khi có chiến tranh á, mình sống còn, đói rách á, mình không có chết đói. Giống như năm 1945, rồi chờ Đức Quỳnh Phú Sổ xuất hiện cứu chúng ta. Chứ phụ cũng phải ngồi đây chờ Đức Quỳnh Phú Sổ mà, phụ đâu có tài ba gì đâu. Một người đâu có làm nên chuyện. Hello cầm. Ơi đâu nhẹ nè. Trời ơi. Dạ, sư phụ dễ cho con, dễ cho hai đứa con của con sư phụ. Chán con dồ quá gì con. Ô chán con bự quá, rồi dễ luôn rồi. Rồi dễ luôn hai nhóc luôn. Dạ. Sư phụ dễ con xong rồi tế con của con. Rồi đưa cái lên mặt nó vô. Dạ. Có thằng này, thằng này cho nó ăn cái gì mà mặt dữ vậy ta. Ăn chocolate nhiều quá hả con? Nước đây dễ chán. Rồi dễ rồi. Cậu nhỏ này đúng là cô tiên xuống trần để mà cứu chúng sanh nè. Nhỏ này tiếng nghe con phải đối xử nó tốt quá nghe. Dạ, nhưng mà thôi không có nghe lời con nhiều đâu. Đúng, mấy đứa nó thông minh, nó trên trời nó xuống á, cái trí tuệ của nó khác hơn người thế gian. Thì nó hơi cứng đầu vậy đó, nhưng mà sau này nó giúp được nước Việt á. Dạ, ôi chị chỗ theo lại Phật ngày nào đi ngủ á, lại cha lại mẹ nó sẽ phụ hai đứa con của con luôn á. Ờ, nè, mặt nó này nè, cái gì thấy thấy con của Ngọc Bích xuống để mà tiếp tục truyền thừa họ Thiên để mà là dạ, thống nhất cái đạo Thiên toàn thế giới. Mà mấy đứa này á. Thi du ám đà. Trời cười cũng chi nữa, dễ cưng quá. Cảm ơn sư phụ đi con. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn sư phụ. Dạ. Cảm ơn sư phụ con. Cảm ơn sư phụ. Rồi. Rồi, rồi, ok rồi, con đi ngủ ớ, giữ gìn sức khỏe nha. Ok, rồi. Hello. Con ở đâu vậy? Tampa, Florida. Rồi. Đang lái xe cẩn thận, nhìn đường lộ, đừng nhìn cái điện thoại nha con lủi là mệt lắm. Dạ. Ừ, rồi, dễ rồi. Đang đi lo lái xe đi. Ok, rồi tạm biệt nha. Rồi dễ rồi đó. Rồi, ok. Rồi lái xe mà. Hello. Alo, dạ, xin chào sư phụ. Rồi sao? Bắt máy cũng mừng. Sư phụ ra dễ dễ đi chán cho con. Ok rồi, dễ rồi, tao là dễ chán không à, không có ai hỏi về chiến tranh hết trơn người ta. Rồi, dễ xong rồi. Bây con bé con đang ngủ, sư phụ dễ đi. Rồi, dễ luôn, rồi, xong. Nên nhớ quý vị, nên nhớ ra kịp với đại diện cho cha mẹ thôi nha. Ở trên trời là chúng ta là bạn với nhau. Chỉ trên trời tuổi gì còn nhỏ lắm.
Thầy chị chỉ chân tuân lệnh của cha mẹ xuống đây thời mạt pháp, tái sanh mang sắc phàm để mà làm những chuyện cho bề trên. Về trời là chúng ta chơi với nhau, bắn đạn cu li với nhảy cò cò với nhau trên trời nghe. Còn dưới thế gian là quý vị nên tu rồi mới về trời gặp được kỳ, còn nếu không khó gặp đó, chứ không phải dễ là được về trời đâu. Phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày và không có được nôn nóng khi mà kinh tế đang khủng hoảng thế giới là thấy không? Thì Kiệt nói chúng tiền thành tiền giấy, quý vị nhìn thấy là những gì Kiệt nói trong mấy tháng trước hôm nay nó hiện rõ lên hết. Quý vị coi lại những cái clip cách đây chừng 5-6 tháng đi, Kiệt nói tiền thành tiền giấy thì hôm nay tất cả những nhà cửa kinh tế và trong những nhà băng của Việt Nam đó, quý vị thấy có quá rẻ không? Giống như cái clip này dù nói là vài tuần nữa sẽ có lập một cái đàn khánh cho nước Việt khi chiến tranh bớt có thê thảm, thì mong mọi người, mọi đệ tử con họ Thiên ngoài kia cũng phải vậy. Từ nay cho tới những ngày tháng kế tiếp, ngày nào cũng vậy, phải thắng cho nước Việt, thắng cho thế giới, sớm qua chiến tranh hết nạn tai để mình trở lại đời sống bình thường. Mọi đứa con của ông trời đều có bổn phận phải xin giùm cho những đứa con của ma quỷ, tụi nó không có biết thắng. Mà ở trên nói là cái trái đất này là cái nghiệp chung, khi chúng ta ở chung với nhau quả địa cầu 8 tỷ người thì mình biết mình phải khấn nhiều hơn bù lại cho những người đó. Đó là nhiệm vụ của chúng ta, đó là những đứa con họ Thiên là phải như vậy. Từ đây cho tới lúc xảy ra chiến tranh, chứ đời xảy ra rồi còn khấn gì nữa, khấn. Đúng không? Vài tuần nữa Kiệt với những người, những mấy đệ tử ở lân cận sẽ làm một cái đàn tràng rất là lớn để mà xin hội đồng chư Phật, xin cha xin mẹ cho nước Việt giảm sự chết đói với giảm sự tan tóc. Tại vì cái câu sấm mà quý vị đã cho là khi mà Trung Cộng nó thua biển đảo Hoàng Sa đó, nó giận lây đập sập Bắc Hà Đế Kinh đó, mình không có muốn Bắc Hà Đế Kinh mình bị đập sập, thì mình thắng, thì Kiệt thắng thì chắc sẽ được. Tại vì Kiệt đã từng thắng cho cái đập Tam Hiệp của Trung Cộng đừng có bị bể. Thì trên cũng đã cho nó không có bể tới ngày hôm nay, chứ không phải lúc đó nó bể rồi. Hồi lúc mà lũ lụt nước Tàu ở bên Tàu. Cho nên ba cái nhang của Kiệt đó, nó rất là quan trọng. Nhưng mà song song đó, mọi người cũng cùng một chí hướng. Tức là mỗi chúng ta đều có cái công đức, có cái nghiệp lành. Càng đông người thánh nhang chừng nào mình cứ như mỗi người mỗi cây nhang là dạ như cây đuốc vậy đó, mình đốt cái màn vô minh của cái trường của trái đất này. Tất cả mọi chuyện xảy ra trên quả địa cầu này, từ chiến tranh nạn đói trên tới, đều là do con người vô minh gây ra. Và cái ý tưởng của con người bây giờ nó rất là hung ác và hung dữ, nó không có thuần, không có thiện giống như thời xa xưa nữa. Thầy thì cũng thầy giả, làm cho Phật tử tu gà gù gà gật, bao nhiêu chuyện rất là không có nên làm mà họ cũng làm, gian dối lẫn nhau, lường gạt, cướp bóc, ăn chơi xa đọa. Những trẻ em ở Việt Nam bây giờ họ rất là không có hiểu ngày mai mình sẽ ra sao, họ chỉ biết bữa nay vui được là bữa nay vui thôi, thiệt là buồn. Thì hôm nay Kiệt đọc một chút xíu lịch sử để cho họ biết là Trung Cộng đã có trận chiến với mình năm 1979, rồi năm 1988 cũng có trận chiến gạt ma, 74 họ cũng lấy Hoàng Sa. Rồi 88 họ lấy Trường Sa. Đại khái thì hôm nay họ cũng sẽ vậy. Và tự vì họ không phải là đánh Đài Loan không đâu, họ đánh luôn mình luôn á, chớ nói mà. Nhưng mà có một cái bây giờ là Kỳ Khánh làm cho anh Tập cũng hơi rung. Ở trên nói nha,
nó tính đến Việt Nam nhưng mà nó đang suy nghĩ, nó không biết có nên hay không. Đó là trên mới về cho biết là vậy thì cũng vui, tại tối ngày cứ lo khấn khấn kiếp cho làm cho nó khủng hoảng tinh thần. Hello bạn. Dạ con chào sư phụ ạ. Ồ, chào, con khỏe không? Hên xui rồi, tại nhiều người gọi quá. Con ở đâu vậy? Con ở đâu? Con thành phố nào? Thị điểm ở bên Long Châu hả? À? Sao đi ngủ bánh mấy giờ? Thị điểm 9 giờ tối bữa nay mình biết nha. Còn ở Mỹ 12 giờ trưa. À. Tại livestream á bây giờ cho hộ rảnh lúc nào lên lúc đó chứ không có tính theo giờ nữa. Thì trên thế giới ai cũng là con của ông trời hết, ai cũng họ thiên, nước Việt cũng vậy. Thì mỗi một lần lên nói chuyện là mỗi một đề tài bữa nay là chiến tranh đó. Rồi đề tài kỳ sau làm những đề tài khác. Rồi con giữ gìn sức khỏe nha, đã thông báo là có nạn đói. Thì bây giờ quý vị chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị thủ cho gia đình. Mình cũng mỗi thứ mình chuẩn bị thì gia đình mình sẽ vượt qua cái đại nạn. Thì trong kinh có nói là lò qua được cái sàng lọc để dự hội long qua là vậy đó. Ai có phước thì dự hội long qua. Thế bây giờ Đức Thầy sắp xuất hiện để lập hội long qua. Mà mình chết đói mình chết rồi. Ở chiến tranh là mọi thứ nó ứ động nha quý vị, không có di chuyển được, không có xe hay là tàu máy bay gì bay tới bay lui để mà cứu mình hết trơn á. Mỗi gia đình chúng ta phải ít nhất cũng sống được 2-3 tháng đó, phải tự lo á. Đó là mục đích của Kiệt nhắc nhở từng chút. Hôm nay Kiệt lên Kiệt nhắc nhở là chiến tranh sẽ tới cận kề bên cái chết của mình. Mỗi người họ thiên, những người họ khác thì họ có hiểu thì mình không có nói nha, nhưng mà họ thiên á, con của ông trời á, thiên Việt Nam đi, mình dùng chữ là thiên Việt Nam, 100 triệu người, mỗi người đều có bổn phận phụ chung với Kiệt. Vài tuần nữa Kiệt lập cái đàn để mà Kiệt xin xỏ tiếp. Thì từ đây cho tới ngày đó khi quý vị đọc kinh á, quý vị cũng phải xin cho nước Việt sớm qua được cái đại nạn, sớm qua được cái bệnh đau binh và nạn đói rách. Rồi đồng thời cùng một lúc quý vị phải xin sớm cho Đức Thầy, tức là Đức Huỳnh Phúc Sổ. Còn ngoài Bắc đó thì cứ xin cho ông Chặn Trình sớm trở lại, ổng có câu gì ta, biển Đông dậy sóng thì ta trở về gì đó, có câu của ông Chặn Trình. Thì ở ngoài Bắc thì cứ xin ông Chặn Trình trở lại nha. Còn miền Nam thì cứ xin Đức Huỳnh Phú Sổ xuất hiện, ta Đức Thầy trở về. Chứ còn nếu không Kiệt chỉ là người nhắc nhở, Kiệt cũng ngồi đây chờ chờ sư phụ thôi, chờ lệnh của cha thôi để mà làm việc. Chứ Kiệt cũng làm được phân nửa nhiệm vụ là nửa đời nửa đạo. Đạo thì Kiệt đã rễ cái hạt giống xuống thế gian rồi, thì tất cả mọi thứ nó sẽ từ từ, nó không phải một ngày một buổi mà nó phải có nhiều thời gian lắm, trong tương lai rất là lâu để mà cho cái đạo nó phát triển. Cho tương lai cái đạo nó phát triển một cách mạnh á, khi mà Kiệt về trời thì cái đạo mới phát triển, người ta mới biết là có một sự việc như vậy, có một người như vậy hôm nay đã lên mạng 4 năm mà sao lúc đó mình có mắt mà như đuôi, có tai mà như điếc thì lúc đó đã muộn rồi. Bởi vì thường nói là họ thấy tượng á, thì họ lại, họ thấy mặt Kiệt á, thì họ chửi. Gần đây thì có một cái tên mới gọi là bố láo ba que. Tại khi Kiệt đọc cái
cái lịch sử mà chết đói năm 1945 á, thì có nhiều người á gọi cho chửi Kiệt nó là đồ bố láo ba que. Ok, hôm nay Kiệt là bố láo ba que. Thêm cái tên mới cũng vui, chúng sanh thiệt mình tức cười. Bố láo ba que, ba que bố láo. Cha mẹ kêu chúng ta phải nên thánh, bề trên chỉ là chỉ hướng cho mình, kêu Kiệt chỉ hướng. Nhưng mà song song chúng ta phải tự làm một cái gì nha, tại vì chúng ta phải tự lực tự cường. Rồi giơ tay lên, ở cái cõi ta bà khổ quá thì ở trên mới sẽ giúp mình, chứ không phải không mà ở trên giúp mình đâu. Thì coi lại á, cái thiên mạng này không có nói chuyện được, nghe đừng có gọi nữa, gọi bằng cái số 4 4 8 3 3 5 3 9 9 nha. Chào nghe, tại cái số này á, là để cái số trên đây, đừng có cười, bye bye, chào, đừng có gọi nữa nha, đừng có gọi nữa, gọi 4 8 8 3 3 5 3 9 9. Rồi, làm hư cái màn hình của người ta. Rồi cái ai mà gọi vô cái số điện thoại này nè, nó hư mấy cái chuyện có việc làm này. Ở ngoài đó anh muốn gọi 4 8 8 3 3 5 3 9 9. Có người thì tin Kiệt là con trời, thánh nhân, có người thì nói là tâm thần. Một đa số những anh kiếm cận với những nhà chính trị thì nói rằng này ảo tưởng. Nhưng mà quý vị nhìn lại lời Kiệt nói là bề trên là thánh thần nói, nói đâu chúng đó. Cho nên tiền Việt Nam thành tiền giấy và sẽ có chết đói và sẽ có nạn chiến tranh kế tiếp. Rồi lúc đó đó Đức Thầy xuất hiện thì những người đó mới căng cái mồm hết dám nói luôn. Còn bây giờ họ chưa chết, họ chưa biết sợ, họ cứ nói gì họ cứ nói. Kiệt không phải là bố láo bao que, Kiệt thương nước Việt từ cái tận đáy lòng. Kiệt chân thành, Kiệt không có muốn nước Việt nhiều sự đổ nát, cũng giống như những cái nước khác. Kiệt đã từng sinh cái mùa Covid rồi kia cho nước Việt bớt chết nhiều người, giống như Indo hay là Ấn Độ. Kiệt cũng đã từng sinh cho nước Việt, đúng ra nước Việt bị nhiều nhiều nạn lắm, nhưng mà cứ mỗi lần sao Kiệt biết được có nạn Kiệt sinh, Kiệt sinh cho bác trọng có sức khỏe để mà làm cái bản lời cà què cà quạt với Trung Cộng để cho nó đừng có nghiếp mình. Chứ giờ trẻ lên nó sức mạnh mà nó tham tiền nữa là thôi Trung Cộng mua chuộc của nước Việt mình càng chết nữa. Nó nhiều sử dụng Kiệt sinh lắm để mà, cho nên nước Việt cái xì xìu ảnh ảnh, chết thì không chết mà sống thì không sống. Quý vị thấy không, đã được phong ấn rồi, phong gào lại rồi, nó không có thê thảm như Bắc Hàn bây giờ mỗi ngày chết đói biết nhiêu nghìn nghìn người. Không biết ngày nơi Bắc Hàn chết đói nhiều lắm á, hiện giờ luôn á. Cho nên Kim Jong Un có nhiều đạn đem ra bắn hết rồi, không có giống như Ukraine, một cái nước quốc gia thành phố cực kỳ đẹp, mà hôm nay cái tự nhiên cái tự nhiên cái thành ra bên địa đó, là những cái đó là do có một cái thế lực, có một cái tự nhiệm màu thế giới vô hình che chở cho mình. Đó là Kiệt và Đức Thầy đang lo, rồi Hồn Thiên Thông Núi cũng đang lo, còn mấy đại ca mình với dân của mình cứ chơ chơ ngơ ngơ không có hiểu gì hết,
không không biết thì ở cọp mà nghe con ếch ngồi đá giếng mà đụng chút cái nặng lời, cái đồ bố láo ba que. Quý vị có thể chửi Kỳ, Kỳ cứ xin, nhưng mà Kỳ xin theo cái nickname thôi. Nếu mà cái nickname nó không có trúng tên á, thì ở bên đó đó bị cái gì Kỳ cũng không bảo đảm nha. Kỳ lúc nào cũng khấn cho mỗi người nào mà chửi kịp, nhưng mà Kỳ xin theo cái nickname chứ đâu biết tên thiệt đâu. Vậy nên cẩn trọng thân khẩu ý, coi chừng cái miệng mồm á. Kiệt là người thiệt, quý vị là người ảo. Quý vị cứ nghĩ ngược lại, Kiệt là ảo, Kiệt không có ảo đâu quý vị. Kiệt là thật, cái nhìn mặt này có giống ảo không? Xong nói chuyện cái này còn phải do hãng họp hành như mấy người Mỹ nữa, về di mạch á, chứ không phải mà rảnh lên đây ngồi nói chuyện đâu. Nhưng mà nhiệm vụ phải nhắc là về vài tuần nữa Kiệt lập đàn tràng để Kiệt khám cho nước Việt. Thì Kiệt cũng mong không phải có ba cây nhang của Kiệt mà khánh được đâu, cũng phải cần thêm 100 triệu cây nhang của bên bển nữa. Và tất cả các con họ Thiên muốn tạo công đức thì ngay lúc này thì phải xin, chứ đợi chuyện mà nó xảy ra rồi xin gì nữa. Lúc đó là chạy giặt xuất quần luôn á, cơm không có ăn nữa, nhang ở đâu có mà đốt. Hôm nay còn làm được thì cứ gắng làm trước đi. Đó là những lời chân tình của ngày hôm nay, của cái clip hôm nay về chiến tranh. Bữa hổm cái clip M213 là về nạn đói phải không? Tại sao? Để mà cho nó có cái mô hình trên đây nè, để cho quý vị có cái khái niệm, để quý vị biết được là anh Kiệt cũng có nhắc mình rồi đó nghe. Nếu quý vị nào ngoài kia có duyên với Kiệt thì coi lại hết 3-4 năm. Một người hiện giờ đang vô không có từng coi theo cái clip số 1, không có theo dõi 3-4 năm nay, tự nhiên đâm cái rầm ra coi cái clip số 214 này thì bảo đảm là sẽ tức cười. Nhưng mà cũng khoan hả cười nha, cười miễn chi thôi, cũng phải nghiên cứu rồi hả cười hả họng nghe. Rồi sau đó khoan hả chửi, tại chửi là khẩu nghiệp lấy lại không có được. Cái gì cũng phải chậm chậm á, người khôn á là phải nghiên cứu vừa hả chửi, chứ không phải gì không á vừa đâm ngang hông ra 2017-2018 không có biết, không có theo dõi từ năm 2017-2018 mà tự nhiên đến năm 2023 ngày hôm nay ấy, coi cái ở rồi chửi liền tại chỗ thì đừng có nên vậy nha quý vị. Thì cũng từ bi sinh quá trời luôn rồi đó. Bữa nay đeo cọng chuỗi ngọc này ngọc thiệt. Để mà cộng này nó có cái điểm mạnh lắm. Tại vì hồi xưa là lúc mà cái này á, Kiệt xin điển của mẹ, cũng từng đeo trên tượng của mẹ. Rồi hôm nay cái Kiệt đeo lại để mà blessing, để mà xin cho thế giới. Nhiều người nói tôi theo dõi anh là lúc đó anh còn mặt baby, mặt trẻ. Hôm nay mặt nổi da nhăn rồi phải không? Nhăn là phải. Nếu mà quý vị đóng vai như Kiệt đi, biết mỗi ngày chuyện gì sắp xảy ra mà mình làm, mình lo không tới, mình cứ ấy hoài á, mình buồn không? Buồn nhiều á thì nó nhăn nhiều. Nhưng mà phải ra mạng, phải nói chuyện để cho mọi người có sự hiểu biết. Nhờ cái clip hồi 2013 hồi tuần rồi Kiệt nói thì nhiều người á, mới bật ngửa ra là thì ra 2 triệu người chết nó có liên hệ với cái đảng Cộng sản bây giờ. Tại Việt Minh tức là đảng Cộng sản bây giờ biết không? Ở miền Nam á, thì có lúa gạo để cứu anh em mình ở ngoài Bắc. Nhưng mà ngược lại một số người á, không có cho vận chuyển ra, vận chuyển ăn nhiều á, là đột kích, tập kích để mà cho gạo lúa đừng có tới tay người đang chết đói. Thì đó cũng có một phần tội ác á. Ngoài cái thằng Nhật ra với Pháp,
Thì thế hệ mỗi thế hệ trẻ cần phải biết mấy cái này, và thế hệ trẻ cần phải biết là mình ngoài cái chuyện đi coi show biz, coi Đàm Vĩnh Hưng, mình cũng cần phải biết là ngày mai mình ăn cái gì á, ngày mai biển Đông dậy sóng á, gia đình mình có tiền cho mình đi ra cá độ đá banh hay là đi coi ca nhạc show biz vui hay không, mình cũng phải hiểu một chút. Chứ không phải ngày nào mình cũng ra quán cà phê rồi ăn nhậu ngồi tán dóc ngoài đó, mình không biết chuyện gì xảy ra, thiệt là buồn cho tuổi trẻ nước Việt. Rồi cái lo quá, những cái kênh này á nói chuyện á không có nhiều người nghe, mà mấy cái chuyện gọi là không đáng gì á là giống như một công an bắt bé thổi lửa thôi là 5 triệu người vô coi. Cái đó quý vị ngồi thấy buồn cho cái chúng sanh vô minh không? Cái chuyện đáng nghe, đáng hiểu mình không hiểu, mà cái chuyện mà không cần háo động này nọ đó, trời ơi, nhất là anh Khoa lắc đồ ăn uống sang trọng đồ á thì cách triệu triệu đứa nó vô, mà trong khi cái tương lai và cái cột trụ nước Việt á nằm trong tay của mấy đứa đó, mà giờ nó không biết gì hết. Còn mình giờ mình già rồi, những cái thế hệ già cũng sẽ ra đi, giao lại cho nước Việt là đám này, đám nhóc này. Mà đám nhóc này bây giờ nó giống như là zombie, không hiểu có phải là buồn không. Bờ trên rất là buồn á. À, thêm 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 cái anh Bùi Hiền nữa mới nhảy lên, thêm bác Bùi Hiền á, kêu đổi tiếng Việt nữa để cho đừng biết lịch sử. Thì đầu đời á, Kiệt có đọc sơ sơ tóm tắt cái lịch sử, tại khi đọc trên mấy cái điện thoại của Kiệt á, mấy cái số nhảy lên quầm lum á, cái đang đọc cái nó bị mất phải không. Dấu thiên văn cũng hiện lên trên bầu trời Sài Gòn. Ngày hôm qua có một cái dấu hiệu hiện lên ở đâu nữa ta, cũng ở Sài Gòn, bao nhiêu hiện tượng là đã xảy ra khắp hết rồi, bây giờ cũng không biết nói làm sao để cho họ hiểu nữa. Ok rồi, dễ rồi, còn là dễ chán không à, không có ai hỏi gì chiến tranh hết trơn người ta. Rồi dễ xong rồi. Rồi dễ luôn, rồi xong. Nên nhớ quý vị, nên nhớ nha, Kiệt chỉ đại diện cho cha mẹ thôi nha. Ở trên trời là chúng ta là bạn với nhau, chỉ trên trời tuổi gì còn nhỏ lắm. Thì chị chỉ chân tuân lệnh của cha mẹ xuống đây thời mạt pháp tái sanh mang xác phàm để mà làm những chuyện cho bề trên. Về trời là chúng ta chơi với nhau bắn đạn cu li với nhảy cò cò nhau trên trời nghe. Còn như thế gian là quý vị nên tu rồi mới về trời gặp được Kỳ, còn nếu không khó gặp đó, chứ không phải dễ là được về trời đâu. Phải đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày và không có được nôn nóng khi mà kinh tế đang khủng hoảng thế giới này, thấy không? Thì Kiệt nói chúng tiền thành tiền giấy, quý vị nhìn thấy là những gì Kiệt nói trong mấy tháng trước hôm nay nó hiện rõ lên hết. Quý vị coi lại những cái clip cách đây chừng 5 tháng đi, thì nói tiền thành tiền giấy, thì hôm nay tất cả những nhà cửa kinh tế và trong những nhà băng của Việt Nam á, quý vị thấy có quá rẻ không? Bữa nay đeo con chuỗi ngọc này ngọc thiệt. Để mà cộng này nó có cái điểm mạnh lắm. Tại vì hồi xưa là lúc mà cái này á, Kiệt xin điển của mẹ, cũng từng đeo trên tượng của mẹ. Rồi hôm nay cái Kiệt đeo lại để mà blessing, để mà xin cho thế giới.
Nhiều người nói tôi theo dõi anh là lúc đó anh còn mặt baby, mặt trẻ. Hôm nay mặt nổi nhăn rồi phải không? Nhăn là phải. Nếu không có gì đóng vai như Kiệt đi, biết mỗi ngày chuyện gì sắp xảy ra mà mình làm, mình lo không tới, mình cứ ấy hoài á, mình buồn không? Buồn nhiều á thì nó nhăn nhiều. Nhưng mà phải ra mạng, phải nói chuyện để cho mọi người có sự hiểu biết. Nhờ cái clip hồi 2013 hồi tuần rồi Kiệt nói thì nhiều người á, mới bật ngửa ra là à, thì ra 2 triệu người chết nó có liên hệ với cái đảng Cộng sản bây giờ. Tại Việt Minh tức là đảng Cộng sản bây giờ biết không? Ở miền Nam á, thì có lúa gạo để cứu anh em mình ở ngoài Bắc. Nhưng mà ngược lại một số người á, không có cho vận chuyển ra. Vận chuyển ra nhiều á, là đột kích, tập kích để mà cho gạo lúa đừng có tới tay người đang chết đói. Thì đó cũng có một phần tội ác á. Ngoài cái thằng Nhật ra như Pháp, thì thế hệ mỗi thế hệ trẻ cần phải biết mấy cái này. Và thế hệ trẻ cần phải biết là mình ngoài cái chuyện đi coi sơ bích, coi Đàm Vĩnh Hưng, mình cũng cần phải biết là ngày mai mình ăn cái gì á. Ngày mai Biển Đông dậy sóng á, gia đình mình có tiền cho mình đi ra cá độ đá banh hay là đi coi ca nhạc sơ bích vui hay không, mình cũng phải hiểu một chút. Chứ không phải ngày nào mình cũng ra quán cà phê rồi ăn nhậu ngồi tán dóc ngoài đó, mình không biết chuyện gì xảy ra. Thiệt là buồn cho tuổi trẻ nước Việt. Rồi cái lo quá, những cái kênh này á, nói chuyện á, không có nhiều người nghe. Mà mấy cái chuyện gọi là không đáng gì á, là giống như một công an bắt bé thổi lửa thôi là 5 triệu người vô coi. Cái đó quý vị ngồi thấy buồn cho cái chúng sanh vô minh không? Cái chuyện đáng nghe, đáng hiểu mình không hiểu. Mà cái chuyện mà không mình háo động này nọ đó, trời ơi, nhất là anh Khoa lắc đồ ăn uống sang trọng đồ á, thì cách triệu triệu đứa nó vô. Mà trong khi cái tương lai và cái cột trụ của nước Việt á nó nằm trong tay của mấy đứa đó, mà giờ nó không biết gì hết. Còn mình giờ mình già rồi, những cái thế hệ già cũng sẽ ra đi, giao lại cho nước Việt là đám này, đám nhóc này. Mà đám nhóc này bây giờ nó giống như là zombie, không hiểu có phải là buồn không. Bờ trên rất là buồn á. À, thêm cái anh Bùi Hiền nữa mới nhảy lên. Thêm bác Bùi Hiền á, kêu đổi tiếng Việt nữa để cho đừng biết lịch sử. Thì đầu đời á, Kiệt có đọc sơ sơ tóm tắt cái lịch sử. Tại khi đọc trên mấy cái điện thoại của Kiệt á, mấy cái số nhảy lên quùm lum á, cái đang đọc cái nó bị mất phải không? Dấu thiên tâm cũng hiện lên trên bầu trời Sài Gòn. Ngày hôm qua có một cái dấu hiệu hiện lên ở đâu nữa ta? Cũng ở Sài Gòn. Bao nhiêu hiện tượng là đã xảy ra khắp hết rồi. Bây giờ cũng không biết nói làm sao để cho họ hiểu nữa. Đấu những anh kiếm cận với những nhà chính trị thì nói rằng này ảo tưởng. Nhưng mà quý vị nhìn lại lời Kiệt nói là bề trên, là thánh thần nói đâu chúng đó. Cho nên tiền Việt Nam thành tiền giấy và sẽ có chết đói và sẽ có nạn chiến tranh kế tiếp. Rồi lúc đó đó Đức Thầy xuất hiện thì những người đó mới căng cái mồm hết dám nói luôn. Còn bây giờ họ chưa chết, họ chưa biết sợ, họ cứ nói gì họ cứ nói. Kiệt không phải là bố láo bao que, Kiệt thương nước Việt từ cái tận đáy lòng. Kiệt chân thành, Kiệt không có muốn nước Việt nhiều sự đổ nát, cũng giống như những cái nước khác. Kiệt đã từng xin cái mùa Covid rồi kia cho nước Việt bớt có chết nhiều người giống như Indo hay là Ấn Độ. Kiệt cũng đã từng xin cho nước Việt, đúng ra nước Việt bị nhiều nạn lắm, nhưng mà cứ mỗi lần Kiệt biết được có nạn Kiệt xin cho bác trọng có sức khỏe
để mà làm cái bản lời cầu què cầu quạt với trung cộng để cho nó đừng có nghiếp mình. Chứ giờ trẻ là nó sức mạnh mà nó tham tiền nữa là thôi trung cộng mua chuộc của nước Việt mình càng chết nữa. Nó nhiều sự dụng người sinh lắm mà, cho nên nước Việt cái xì xìu ảnh ảnh chết thì không chết mà sống thì không sống, cái gì thấy không, đã được phong ấn rồi, phong gào lại rồi, nó không có thê thảm như Bắc Hàn bây giờ mỗi ngày chết đói biết nhiêu nghìn nghìn người, không biết ngày nơi Bắc Hàn chết đói nhiều lắm á, hiện giờ luôn á. Cho nên Kim Jong Un có nhiều đạn đem ra bắn hết rồi, không có giống như Ukraine, một cái nước quốc gia thành phố cực kỳ đẹp, mà hôm nay cái tự nhiên cái tự nhiên cái thành ra bên địa đó, là những cái đó là do có một cái thế lực, có một cái tự nhiệm màu thế giới vô hình che chở cho mình, đó là Kiệt và Đức Thầy đang lo, rồi Hồng Thiên Sông Núi cũng đang lo, còn mấy đại ca mình với dân của mình cứ chơ chơ ngơ ngơ không có hiểu gì hết, không biết thì yêu cột mà nghe con ếch ngồi đá giếng, mà đụng chút cái nặng lời, cái đồ bố láo ba que. Quý vị có thể chữa Kiệt, Kiệt cứ xin, nhưng mà Kiệt xin theo cái nickname thôi. Nếu mà cái nickname nó không có trúng tên á, thì ở bên đó đó bị cái gì Kiệt cũng không bảo đảm nha. Kiệt lúc nào cũng khấn cho mỗi người nào mà chửi Kiệt, nhưng mà Kiệt xin theo cái nickname chứ đâu biết tên thiệt đâu. Quý vị nên cẩn trọng thân khẩu ý, coi chừng cái miệng mồm á. Kiệt là người thiệt, quý vị là người ảo, quý vị cứ nghĩ ngược lại, Kiệt là ảo, Kiệt không có ảo đâu quý vị, Kiệt là thật. Cái nhìn mặt này có giống ảo không? Xong nói chuyện cái này còn phải do hãng họp hành với mấy thằng Mỹ nữa về di mạch á, chứ không phải mà rảnh lên đây ngồi nói chuyện đâu. Nhưng mà nhiệm vụ phải nhắc là về vài tuần nữa Kiệt lập đàn tràng để Kiệt khám cho nước Việt, thì Kiệt cũng mong không phải có ba cây nhang của Kiệt mà khánh được đâu, cũng phải cần thêm 100 triệu cây nhang của bên bển nữa, và tất cả các con họ Thiên muốn tạo công đức thì ngay lúc này thì phải xin, chứ đợi chuyện mà nó xảy ra rồi xin gì nữa, lúc đó là chạy giặt xúc quần luôn á, cơm không có ăn nữa, nhang ở đâu có mà đốt. Hôm nay còn làm được thì cứ gắng làm trước đi. Đó là những lời chân tình của ngày hôm nay, của cái clip hôm nay về chiến tranh. Bữa hổm cái clip mùa 213 là về nạn đói phải không? Tại sao? Để mà cho nó có cái mô hình trên đây nè, để cho quý vị có cái khái niệm, để quý vị biết được là anh Kiệt cũng có nhắc mình rồi đó nghe. Nếu quý vị nào ngoài kia có duyên với Kiệt thì coi lại hết 3-4 năm. Một người hiện giờ đang vô không có từng coi theo cái clip số 1, không có theo dõi 3-4 năm nay, tự nhiên đâm cái rầm ra coi cái clip số 214 này, thì bảo đảm là sẽ tức cười. Nhưng mà cũng khoan hả cười nha, cười mỉm chi thôi, cũng phải nghiên cứu mà hả cười hả họng nghe. Rồi sau đó khoan hết chửi, tại chửi là khẩu nghiệp lấy lại không có được. Cái gì cũng phải chậm chậm đó, người khôn á là phải nghiên cứu vừa hết chửi, chứ không phải không có vừa đâm ngang hông ra 2017, 2018 không có biết, không có theo dõi từ năm 2017, 2018 mà tự nhiên đến năm 2023 ngày hôm nay ấy, câu cái ở rồi chửi liền tại chỗ thì đừng có nên vậy nha quý vị. Thì cũng từ bi sinh quá trời luôn rồi đó. Bữa nay đeo con chuỗi ngọc này ngọc thiệt để mà cộng cộng này nó có cái điểm mạnh lắm, tại vì hồi xưa là lúc mà cái này á, Kiệt xin điển của mẹ, cũng từng đeo trên tượng của mẹ. Rồi hôm nay cái Kiệt đeo lại để mà blessing, để mà xin cho thế giới.
Nhiều người nói tôi theo dõi anh là lúc đó anh còn mặt baby, mặt trẻ. Hôm nay mặt nổi da nhăn rồi phải không? Nhăn là phải. Nếu mà quý vị đóng vai như Kiệt đi, biết mỗi ngày chuyện gì sắp xảy ra mà mình làm, mình lo không tới, mình cứ ấy hoài á, mình buồn không? Buồn nhiều á thì nó nhăn nhiều, nhưng mà phải ra mạng, phải nói chuyện để cho mọi người có sự hiểu biết. Nhờ cái clip hồi 2013 hồi tuần rồi Kiệt nói thì nhiều người á, mới bật ngửa ra là à, thì ra 2 triệu người chết nó có liên hệ với cái đảng Cộng sản bây giờ. Tại Việt Minh tức là đảng Cộng sản bây giờ biết không? Ở miền Nam á, thì có lúa gạo để cứu anh em mình ở ngoài Bắc. Nhưng mà ngược lại một số người á, không có cho vận chuyển ra, vận chuyển bao nhiêu á, là đột kích, tập kích để mà cho gạo lúa đừng có tới tay người đang chết đói. Thì đó cũng có một phần tội ác á. Ngoài cái thằng Nhật ra với Pháp, thì thế hệ trẻ cần phải biết mấy cái này. Và thế hệ trẻ cần phải biết là mình ngoài cái chuyện đi coi showbiz, coi Đàm Vĩnh Hưng, mình cũng cần phải biết là ngày mai á, mình ăn cái gì á. Ngày mai Biển Đông dậy sóng á, gia đình mình á, có tiền cho mình đi ra cá độ đá banh hay là đi coi ca nhạc showbiz vui hay không, mình cũng phải hiểu một chút. Chứ không phải ngày nào mình cũng ra quán cà phê rồi ăn nhậu ngồi tán dóc ngoài đó, mình không biết chuyện gì xảy ra. Thiệt là buồn cho tuổi trẻ nước Việt. Rồi cái lo lo quá, những cái kênh này á, nói chuyện á, không có nhiều người nghe. Mà mấy cái chuyện gọi là không đáng gì á, là giống như một công an bắt bé thổi lửa thôi là 5 triệu người vô coi. Cái đó quý vị ngồi thấy buồn cho cái chúng sanh vô minh không? Cái chuyện đáng nghe, đáng hiểu mình không hiểu, mà cái chuyện mà không cần háo động này nọ đó, trời ơi, nhất là anh Khoa lắc đồ ăn uống sang trọng đồ á, thì cách triệu triệu đứa nó vô. Mà trong khi cái tương lai và cái cột trụ của nước Việt á nằm trong tay của mấy đứa đó, mà giờ nó không biết gì hết. Còn mình giờ mình già rồi, những cái thế hệ già cũng sẽ ra đi, giao lại cho nước Việt là đám này, đám nhóc này. Mà đám nhóc này bây giờ nó giống như là zombie, không hiểu có phải là buồn không. Bờ trên rất là buồn á. À, thêm 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 cái anh Bùi Hiền nữa mới nhảy lên, thêm bác Bùi Hiền á, kêu đổi tiếng Việt nữa để cho đừng biết lịch sử. Thì đầu đời á, Kiệt có đọc sơ sơ tóm tắt cái lịch sử, tại khi đọc trên mấy cái điện thoại của Kiệt á, mấy cái số nhảy lên quùm lum á, cái đang đọc cái nó bị mất phải không? Dấu thiên tâm cũng hiện lên trên bầu trời Sài Gòn. Ngày hôm qua có một cái dấu hiệu hiện lên ở đâu nữa ta? Cũng ở Sài Gòn, bao nhiêu hiện tượng là đã xảy ra khắp hết rồi. Bây giờ cũng không biết nói làm sao để cho họ hiểu nữa. Quan Nguyễn cầu nguyện cho tổng 500 lên kỳ cầu chứ. Chỉ có ông Trump là một tổng thống rất là quật cường. Ổng dư sức để mà làm cho ổng miễn tội trừ thưa kiện gì á, ổng có thể làm nhưng mà ổng không làm. Ổng chịu chơi vậy đó, quý vị thấy không? Chưa có một tổng thống nào mà chịu chơi như ông Trump. Nhưng mà ổng là thuộc về thiện thần của cha,
cha gửi ông xuống để mà bình luận cái trái đất này. Cái đảng Cộng Hòa lên thì là Phoenix. Phoenix có nghĩa là giống như hiện giờ là đóng nhà đúng không? Phoenix có nghĩa là cho ba phát đạn cuối cùng gì đó. Thì tất cả những thể chế vô thần cái tập chứng bình đều đi vào quá khứ, không còn tồn tại nữa. Những cái thể chế ác đó sẽ bị đảng Cộng Hòa tiêu diệt hết. Trong đó có luôn cả phe Hồi giáo nữa. Thế đó là nhiệm vụ của ông Trump, nhiệm vụ của đảng Cộng Hòa. Đã thừa lệnh của Thượng Đế thì họ phải gắng mà làm. Thì hôm nay gặp nạn chút chút đâu nhầm gì, chuyện nhỏ như con thỏ, đừng có lo. Xưa giờ hại ổng bao nhiêu lần, cả ăn cắp lá phiếu cũng đâu có làm gì được. Quý vị cứ yên tâm. Nên nhớ chỉ có đảng Cộng Hòa mới đưa cái phe trục á, là cái phe vô thần á, đi vào quá khứ. Ngoài ra không ai có khả năng hết. Tại vì ngoài cái mặt hữu hình của mình, bên song song á, mặt vô hình của bề trên á, cũng đang chiến đấu với ma quỷ, tức là Satan á, để mà làm cho sạch sẽ trái đất này. Muốn cho sạch sẽ trái đất này thì mấy cái đầm lầy á, là phải tát sạch. Thì ông Trump có nhiệm vụ phải tát sạch cái đám đầm lầy ở Vân Đồn Bắc, Vân Phong gì đó. Phải hiện lên hết. Cũng giống như bây giờ tất cả những bệnh gì khi mình đi trị bệnh, ung thư hay là cancer, bệnh ung thư, thì phải ra hết. Những cái gì xấu xa hôm nay của cái nhân quả địa cầu này đều phải lòi lên hết trong cái giai đoạn này, để sắp sửa bước vào một cái thời vàng kim, một cái thời đại cực kỳ là công bình, nhân ái và hạnh phúc. Cách đây 2 tuần Việt được lệnh nói là cái trái đất mưa thuận gió hòa, thì hôm nay Cali đầy đủ nước hết. Cả cái hồ 152 á, nó cạn queo gần mười mấy năm, hôm nay cũng đã có nước đầy đủ. Hôm nay Cali á, bông hoa phấn quá trời, cho nên Việt bị xỉn là hoa nó mọc lên đầy đầy núi hết, rất là tốt. Nước cũng đầy đủ, khí hậu bắt đầu trở lại bình thường để mà không còn bệnh tật nữa nha quý vị. Thì sau đó bắt đầu mới tới chiến tranh sắp sửa đến. Thì hôm nay cái đề tài mình là chiến tranh. Thế trẻ Việt Nam bây giờ các em nên chú ý một chút là trong tương lai đó, các em sẽ thích đá banh không? Mấy đứa nhỏ gì làm thích đá banh, mấy đứa sẽ đá banh với mấy anh dưới ốp ồ mặc sức mà đá lừa cho đã. Tại mấy anh đó cẳng nó nhỏ lắm, nó dễ đồ cũng hay lắm, thì lúc đó là dễ cho nó. Còn bây giờ mà cứ chạy theo mấy cái náo nhiệt của Việt Nam hay showbiz rồi đó, phải bớt lại, bớt thời giờ cái đó lại, tập trung vào cái sự chết chóc của mình, gia đình của mình sẽ xảy ra chuyện gì ngày mai. Đừng có ăn hiếp những người cô thế. Mình giàu cho mình con ông cháu cha hôm nay á, không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời nghe mấy con. Giàu cho cố ông nội mấy con á, là Lê Dĩnh hay là gì ta, mấy ông bự ngày xưa đó, Phạm Nhân Đồng gì gì đó. Thì tới đời các con cũng hết rồi đó, hết phước rồi. Trừ khi mấy con biết cơ vận thì các con biết được thời cơ. Khi các con biết thời cơ, các con vận dụng thời cơ để lập ra cơ đồ trong tương lai. Trong tương lai nước Việt sẽ thay đổi, sẽ không còn thể chế cộng sản nữa. Đó là lời thật, việc thật. Mà mấy con muốn thích hợp với một cái thể chế mới á, mấy con đừng có chửi là bố láo bao quay.
Tại vì cờ vàng ba sọc đỏ, đó là bề trên đã chọn cờ vàng cờ đỏ, ai nở bỏ vàng ba sọc ngang hàng, treo lại dinh độc lập. Nó không phải là chính trị, chú không phải là chính trị, chú là người ở bề trên. Cái trái đất này á, là của những cái người gọi là thiếu phước, cho nên ở lại trái đất này. Chú là người ở tầng trời 36, chú xuống đây để mà nhận lệnh của cha, để mà cứu các con, cứu nhân loại. Chứ nó không có liên quan gì nhiều với chú, nhưng mà vì chú thương các cháu, thương cái trái đất này, cho nên mới ngồi ở đây chót chót. Các con có vô minh một lần, hai lần, ba lần chú xin được, nhưng mà các con vô minh nhiều quá cũng hơi khó đó nghe con. Đó là lời thật, lời thật. Gán đi, gán bình tĩnh lại, phải tập thiền lại để coi cái ông nội này ông nói làm sao, ông nói có hữu ích không. Hello. Dạ, con chào sư phụ, con mừng quá sư phụ ơi. Có biết đọc kinh ngoài thiền không mới nhận? Dạ, con có cuốn thiền tập. Ồ vậy hả? Ok dạ. rồi vẽ lên chén là nhận rồi đó. Rồi. Dạ, con cảm ơn sư phụ, dạ. Rồi, chào nha, gắng đọc kinh ngoài thiền nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thôi, bố láo ba que xin tạm biệt quý vị nha. Cũng những gì muốn nói cũng đã nhắn nhủ rồi, thì mình sẽ có đệ tam thái chín trung quy là vậy. Và trung quy lại cái clip ngắn gọn bữa nay là mong tất cả các con họ thiên á phải đặt bàn ra sân ngực thánh để cho bớt sự chết chóc. Nhiều người hiện giờ còn ngộ lắm, không hiểu mình đang sắp sửa bị gì nữa, cứ rất là ngây ngô giống như NATO vậy ha. Đi giữa đồng cỏ non là giống như Sobit hay anh Đàm Vĩnh Hưng gì đó, thì cái chạy theo rầm rầm mà không biết ngày mai mình bị gì á, thiệt là buồn cười á. Y như là mấy hôm nay mà đi trong cái bên Africa đó, và trong khi mấy bao nhiêu sự nguy hiểm đang trực hờ đã cắn mình á, mà cũng đâu biết. Thiên thị mạng rồi, cho hộ đọc comment của con nè, con cho hộ giao diện với con rồi đó. Từ cái điện thoại của con gọi nãy á, là cái điện thoại của cái hình phía sau lưng, mỗi lần con gọi á là cái hình nó bị đứng lại, cho nên mốt con gọi số 408-833-5399 nha. Thiên thị mạng là cái số đó thì nó không có ảnh hưởng đến giờ phút này á, mà mình cũng không biết giải thích làm sao để cho cái giới trẻ Việt Nam nó hiểu ta. Mình nhìn như vậy, nhưng mà mình cũng không phải là như vậy, mà mình nói lời thật, việc thật. Mà họ vẫn chưa hiểu, nghe nói giảng đơn á, mà như tiếng không đàn không dây đó, mà họ cũng không có hiểu. Sắp sửa chết đó nghe. Chiến tranh đói rách nạn tai tới rầm rầm, để mà kết thúc màn này á. Hello. À, dạ con chào sư phụ. Con ở đâu vậy con? Con ở đâu? Dạ con ở Đà Lạt. Con giống đệ tử của sư phụ Thiên Hoài Tâm á, là nói chuyện nhẹ giọng giống quá. À, dạ. Thiên Ngọc hả? Dạ sư phụ. Giờ con đang điện từ với em sư phụ. Rồi nhận con, dĩa lên chén rồi đó Thiên Ngọc. Dạ. Rồi sư xong. Con rồi nhận bé gái luôn. Rồi nhận luôn. Dạ. Rồi có còn nữa là, nhưng mà bây giờ nó đi học rồi. Ở chút nữa nó về á. Sư phụ nhận thêm bốn đứa nữa sư phụ em. Trời đông quá vậy. Thật sự mấy con á tự ra mà hướng Đông Bắc á là cũng đã là đệ tử rồi. Dạ có, ra Đông Bắc ơi, lại 12 lại, 12 bóng, 12 ly nước.
Ví dụ như có duyên thì gọi cho hộ bắt trên FaceTime kiểu này nghe. Còn có duyên lớn nữa cứ kêu cái chiếc thân cái hộ nó bay tới ban đêm cũng được, cũng giống nhau. Dạ dạ con cũng cùng còn chị chứng kiến đó thì chị có con từ thầy thì bên chính nó sư phụ. Chị mới đạo tôi với đức bà đó, chị đưa cho con đọc. Ok rồi, thù có duyên với con rồi, nhận rồi. Ok con giữ gìn sức khỏe nha. Lên núi nào? Đến hồ sư phụ đó, vì có tại bên sư phụ không có live stream trên đó nữa đó, tại sư phụ nha con ạ. Tại vì lúc này á ở nhà cho nó an toàn con. Chứ bây giờ lúc có thì có duyên thứ bảy chủ nhật thì lên. Ok, nhiều duyên thứ bảy chủ nhật thì hồ có trên núi. Còn không có bảo đảm nha, tùy theo ngày nữa, không có hứa cái đó. Nhưng có duyên gặp mà lo gì? Lên mà không gặp thì gấu khấn sinh thần nó không nói gì hồ biết. Ok rồi, bye bye. Ok, chị xin chào quý vị nha. Ok, rồi hẹn clip kế tiếp. Hôm nay cái tựa đề này là chiến tranh và khánh phụ với kiệt một tay. Ok, xin chào nha, bye bye. Quanh Nguyễn cầu nguyện cho tổng 500 đi anh Kiệt. Cầu chứ. Chỉ có ông Trump là một tổng thống rất là quật cường. Ổng dư sức để mà làm cho ổng miễn tội trừ thưa kiện gì đó. Ổng có thể làm nhưng mà ổng không làm. Ổng chịu chơi vậy đó quý vị thấy không? Chưa có ông tổng thống nào mà chịu chơi như ông Trump. Nhưng mà ổng là thuộc về thiện thần của cha. Cha gửi ông xuống để mà bình loạn cái trái đất này. Cái đảng Cộng Hòa lên thì là Phoenix. Phoenix có nghĩa là giống như hiện giờ là đấu nhau không phải phía nghĩa là cho ba phát đạn cuối cùng gì đó. Thì tất cả những thể chế vô thần cái tập chỉnh bình đều đi vào quá khứ, không còn tồn tại nữa. Những cái thể chế ác đó sẽ bị đảng Cộng Hòa tiêu diệt hết, trong đó có luôn cả phe Hồi giáo nữa. Thế đó là nhiệm vụ của ông Trump, nhiệm vụ của đảng Cộng Hòa. Đã thừa lệnh của Thượng Đế thì họ phải gán mà làm. Thì hôm nay gặp nạn xúc xúc đâu nhầm gì, chuyện nhỏ như con thỏ, đừng có lo. Xưa giờ hại ổng bao nhiêu lần, cả ăn cắp lá phiếu cũng đâu có làm gì được. Quý vị cứ yên tâm. Nên nhớ chỉ có đảng Cộng Hòa mới đưa cái phe trục á, là cái phe vô thần đó, đi vào quá khứ. Ngoài ra không ai có khả năng hết. Tại vì ngoài cái mặt hữu hình của mình, bên song song á, mặt vô hình của bề trên á, cũng đang chiến đấu với ma quỷ, tức là Satan á, để mà làm cho sạch sẽ cái trái đất này. Muốn cho sạch sẽ cái trái đất này thì mấy cái đầm lầy á, là phải tát sạch. Thì ông Trump có nhiệm vụ phải tát sạch cái đám đầm lầy ở Vân Đồn Bắc Vân Phong gì đó. Phải hiện lên hết. Cũng giống như bây giờ tất cả những bệnh gì khi mình đi trị bệnh, ung thư hay là cancer, bệnh ung thư, thì phải ra hết. Những cái gì xấu xa hôm nay của cái quả địa cầu này đều phải lòi lên hết trong cái giai đoạn này, để sắp sửa bước vào một cái thời vàng kim, một cái thời đại cực kỳ là công bình, nhân ái và hạnh phúc. Cách đây 2 tuần Kiệt được lệnh nói là cái trái đất mưa thuận gió hòa, thì hôm nay Cali đầy đủ nước hết, cả cái hồ 152 á nó cạn queo gần 10 mấy năm, hôm nay cũng đã có nước đầy đủ. Hôm nay Cali á, bông hoa phấn quá trời, cho nên việc bị xỉn là hoa nó mọc lên đầy đầy núi hết, rất là tốt. Nước cũng đầy đủ,
khí hậu bắt đầu trở lại bình thường để mà không còn bệnh tật nữa nha quý vị. Thì sau đó bắt đầu mới tới chiến tranh sắp sửa đến. Thì hôm nay cái đề tài mình là chiến tranh. Ở chiến tranh là mọi thứ nó ứ động nha quý vị, không có di chuyển được, không có xe hay là tàu máy bay gì bay tới bay lui để mà cứu mình hết trơn á. Mỗi gia đình chúng ta phải ít nhất cũng sống được 2-3 tháng đó, phải tự lo á. Đó là mục đích của Kiệt nhắc nhở từng chút. Hôm nay Kiệt lên Kiệt nhắc nhở là chiến tranh sẽ tới cận kề bên cái chết của mình. Mỗi người họ thiên, những người họ khác thì họ có hiểu thì mình không có nói nha. Nhưng mà họ thiên á, con của ông trời á, thiên Việt Nam đi, mình dùng chữ là thiên Việt Nam, 100 triệu người, mỗi người đều có bổn phận phụ chung với Kiệt. Vài tuần nữa Kiệt lập cái đàn để mà Kiệt xin xỏ tiếp. Thì từ đây cho tới ngày đó khi quý vị đọc kinh á, quý vị cũng phải xin cho nước Việt sớm qua được cái đại nạn, sớm qua được cái bệnh đau binh và nạn đói rách. Rồi đồng thời cùng một lúc quý vị phải xin sớm cho Đức Thầy, tức là Đức Huỳnh Phúc Sổ. Còn ngoài Bắc đó thì cứ xin cho ông Chặn Trình sớm trở lại, ổng có câu gì ta, Biển Đông dậy sóng thì ta trở về gì đó, có câu của ông Chặn Trình. Thì ở ngoài Bắc thì cứ xin ông Chặn Trình trở lại nha. Còn miền Nam thì cứ xin Đức Huỳnh Phúc Sổ xuất hiện, ta Đức Thầy trở về. Chứ còn nếu không thì chỉ là người nhắc nhở, thì cũng ngồi đây chờ chờ sư phụ thôi, chờ lệnh của cha thôi để mà làm việc. Chứ Kiệt cũng làm được phân nửa nhiệm vụ là nửa đời nửa đạo. Đạo thì Kiệt đã rễ cái hạt giống xuống thế gian rồi, thì tất cả mọi thứ nó sẽ từ từ, nó không phải một ngày một buổi mà nó phải có nhiều thời gian lắm, trong tương lai rất là lâu để mà cho cái đạo nó phát triển. Cho tương lai cái đạo nó phát triển một cách mạnh á, khi mà Kiệt về trời thì cái đạo mới phát triển, người ta mới biết là có một sự việc như vậy, có một người như vậy hôm nay đã lên mạng 4 năm mà sao lúc đó mình có mắt mà như đuôi, có tai mà như điếc, thì lúc đó đã muộn rồi. Bởi vì Kiệt thường nói là họ thấy tượng á, thì họ lại, họ thấy mặt Kiệt á, thì họ chửi. Gần đây thì có một cái tên mới gọi là bố láo ba que. Tại khi Kiệt đọc cái lịch sử mà chết đói năm 1945 á, thì có nhiều người á gọi cho chửi Kiệt nó là đồ bố láo ba que. Ok, hôm nay Kiệt là bố láo ba que. Thêm cái tên mới cũng vui, chúng sanh thiệt mình tức cười. Bố láo ba que, ba que bố láo. Cha mẹ kêu chúng ta phải nên thánh, bề trên chỉ là chỉ hướng cho mình, kêu Kiệt chỉ hướng. Nhưng mà song song chúng ta phải tự làm một cái gì nha, tại vì chúng ta phải tự lực tự cường. Rồi giơ tay lên, ở cái cõi ta bà khổ quá thì ở trên mới sẽ giúp mình, chứ không phải không mà ở trên giúp mình đâu. Thì coi lại á, cái thiên mạng này không có nói chuyện được, nghe đừng có gọi nữa, gọi bằng cái số 4 4 0 8 3 3 5 3 9 9 nha. Chào nghe, tại cái số này á, là để cái số trên đây, đừng có cười, bye bye, chào, đừng có gọi nữa nha, đừng có gọi nữa, gọi 4 0 8 8 3 3 5 3 9 9. Rồi, làm hư cái màn hình của người ta. Rồi cái ai mà gọi vô cái số điện thoại này nè, nó hư mấy cái chuyện có việc làm ở đây.
ngoài đó anh muốn gọi 408-833-5399. Có người thì tin Kiệt là con trời, thánh nhân, có người thì nói là tâm thần. Một đa số những anh kiếm cận với những nhà chính trị thì nói rằng này ảo tưởng. Nhưng mà quý vị nhìn lại lời Kiệt nói là bề trên là thánh thần nói, nói đâu chúng đó. Cho nên tiền Việt Nam thành tiền giấy và sẽ có chết đói và sẽ có nạn chiến tranh kế tiếp. Rồi lúc đó đó Đức Thầy xuất hiện thì những người đó mới căng cái mồm hết dám nói luôn. Còn bây giờ họ chưa chết, họ chưa biết sợ, họ cứ nói gì họ cứ nói. Kiệt không phải là bố láo bao que, Kiệt thương nước Việt từ cái tận đáy lòng. Kiệt chân thành, Kiệt không có muốn nước Việt nhiều sự đổ nát, cũng giống như những cái nước khác. Kiệt đã từng sinh cái mùa Covid rồi kia cho nước Việt bớt có chết nhiều người giống như Indo hay là Ấn Độ. Kiệt cũng đã từng sinh cho nước Việt, đúng ra nước Việt bị nhiều nhiều nạn lắm, nhưng mà cứ mỗi lần Kiệt biết được có nạn Kiệt sinh, Kiệt sinh cho bác trọng có sức khỏe để mà làm cái bản lời cà què cà quạt với Trung Cộng để cho nó đừng có nghiếp mình. Chứ giờ trẻ lên nó sức mạnh mà nó tham tiền nữa là thôi Trung Cộng mua chuộc của nước Việt mình càng chết nữa. Nó nhiều sử dụng Kiệt sinh lắm để mà, cho nên nước Việt cái xì xìu ảnh ảnh, chết thì không chết mà sống thì không sống. Quý vị thấy không, đã được phong ấn rồi, phong gào lại rồi, nó không có thê thảm như Bắc Hàn bây giờ mỗi ngày chết đói biết nhiêu nghìn người. Không biết ngày nơi Bắc Hàn chết đói nhiều lắm á, hiện giờ luôn á. Cho nên Kim Jong Un có nhiều đạn đem ra bắn hết rồi, không có giống như Ukraine, một cái nước quốc gia thành phố cực kỳ đẹp, mà hôm nay cái tự nhiên cái tự nhiên cái thành ra bên địa đó, là những cái đó là do có một cái thế lực, có một cái sự nhiễm màu thế giới vô hình che chở cho mình. Đó là Kiệt và Đức Thầy đang lo, rồi Hồn Thiên Sông Núi cũng đang lo, còn mấy đại ca mình với dân của mình cứ chơ chơ ngơ ngơ không có hiểu gì hết, không biết thì yêu cột mà nghe con ếch ngồi đá giếng, mà đụng chút cái nặng lời, cái đồ bố láo ba que. Quý vị có thể chữa kỳ cứ xin, nhưng mà kỳ xin theo cái nickname thôi. Nếu mà cái nickname nó không có trúng tên á thì ở bên đó đó bị cái gì kỳ cũng không bảo đảm nha. Kỳ lúc nào cũng khấn cho mỗi người nào mà chửi kịp, nhưng mà kỳ xin theo cái nickname chứ đâu biết tên thiệt đâu. Thì cẩn trọng thân khẩu ý, coi chừng cái miệng mồm á. Kiệt là người thiệt, quý vị là người ảo. Quý vị cứ nghĩ ngược lại, Kiệt là ảo, Kiệt không có ảo đâu quý vị. Kiệt là thật, cái nhìn mặt này có giống ảo không? Xong nói chuyện cái này còn phải vô hãng họp hành như mấy người Mỹ nữa, về di mạch á, chứ không phải mà rảnh lên đây ngồi nói chuyện đâu. Nhưng mà nhiệm vụ phải nhắc là về vài tuần nữa Kiệt lập đàn tràng để Kiệt khám cho nước Việt, thì Kiệt cũng mong không phải có ba cây nhang của Kiệt mà khám được đâu, cũng phải cần thêm 100 triệu cây nhang của bên bển nữa, và tất cả các con họ Thiên muốn tạo công đức thì ngay lúc này thì phải xin, chứ đợi chuyện mà nó xảy ra rồi xin gì nữa, lúc đó là chạy giặt suốt quần luôn á, cơm không có ăn nữa, nhang ở đâu có mà đốt. Hôm nay còn làm được thì cứ gắng làm trước đi. Đó là những lời chân tình của ngày hôm nay, của cái clip hôm nay về chiến tranh. Bữa hổm cái clip M213 là về
nạn đói phải không? Tại sao? Để mà cho nó có cái mô hình trên đây nè, để cho quý vị có cái khái niệm, để quý vị biết được là anh Kiệt cũng có nhắc mình rồi đó nghe. Nếu quý vị nào ngoài kia có duyên với Kiệt thì coi lại hết 3-4 năm. Một người hiện giờ đang vô không có từng coi theo cái clip số 1, không có theo dõi 3-4 năm nay, tự nhiên đâm cái rầm ra coi cái clip số 214 này thì bảo đảm là sẽ tức cười. Nhưng mà cũng khoan hả cười nha, cười mỉm chi thôi, cũng phải nghiên cứu rồi hả cười hả họng nghe. Rồi sau đó khoan hả chửi, tại chửi là thổ nghiệp lấy lại không có được. Cái gì cũng phải chậm chậm đó, người khôn á là phải nghiên cứu vừa hả chửi, chứ không phải không có vừa đâm ngang hông ra 2017, 2018 không có biết, không có theo dõi từ năm 2017, 2018 mà tự nhiên đến năm 2023 ngày hôm nay ấy, coi cái đó rồi chửi liền tại chỗ thì đừng có nên vậy nha quý vị. Thì cũng từ bi sinh quá trời luôn rồi đó. Bữa nay đeo con chuỗi ngọc này ngọc thiệt. để mà cộng này nó có cái điểm mạnh lắm, tại vì hồi xưa là lúc mà cái này á, Kiệt xin điển của mẹ cũng từng đeo trên tượng của mẹ, rồi hôm nay cái Kiệt đeo lại để mà blessing, để mà xin cho thế giới. Nhiều người nói tôi theo dõi anh là lúc đó anh còn mặt baby, mặt trẻ, hôm nay mặt nổi da nhăn rồi phải không? Nhăn là phải. Nếu hồi gì đóng vai như Kiệt đi, biết mỗi ngày chuyện gì sắp xảy ra mà mình làm mình lo không tới, mình cứ ấy hoài á, mình buồn không? Buồn nhiều á thì nó nhăn nhiều, nhưng mà phải ra mạng, phải nói chuyện để cho mọi người có sự hiểu biết. Nhờ cái clip hồi 2013 hồi tuần rồi Kiệt nói thì nhiều người á, mới bật ngửa ra là thì ra 2 triệu người chết nó có liên hệ với cái đảng Cộng sản bây giờ. Tại Việt Minh tức là đảng Cộng sản bây giờ biết không? Ở miền Nam á, thì có lúa gạo để cứu anh em mình ở ngoài Bắc. Nhưng mà ngược lại một số người á, không có cho vận chuyển ra, vận chuyển ra nhiều á, là đột kích, tập kích để mà cho gạo lúa đừng có tới tay người đang chết đói, thì đó cũng có một phần tội ác á. Ngoài cái thằng Nhật ra với Pháp thì thế hệ mỗi thế hệ trẻ cần phải biết mấy cái này, và thế hệ trẻ cần phải biết là mình ngoài cái chuyện đi coi sơ bích, coi Đàm Vĩnh Hưng, mình cũng cần phải biết là ngày mai mình ăn cái gì á. Ngày mai Biển Đông dậy sóng á, gia đình mình á, có tiền cho mình đi ra cá độ đá banh hay là đi coi ca nhạc số bích vui hay không, mình cũng phải hiểu một chút, chứ không phải ngày nào mình cũng ra quán cà phê rồi ăn nhậu ngồi tán dóc ngoài đó mình không biết chuyện gì xảy ra. Thiệt là buồn cho tuổi trẻ nước Việt. Rồi cái lo quá, những cái kênh này á nói chuyện á không có nhiều người nghe, mà mấy cái chuyện gọi là không đáng gì á là giống như một công an bắt bé thổi lửa thôi là 5 triệu người vô coi. Cái đó quý vị ngồi thấy buồn cho cái chúng sanh vô minh không? Cái chuyện đáng nghe, đáng hiểu mình không hiểu, mà cái chuyện mà không tình háo động này nọ đó, trời ơi, nhất là anh Khoa lắc đồ ăn uống sang trọng đồ á thì cách triệu triệu đứa nó vô, mà trong khi cái tương lai và cái cột trụ của nước Việt á nằm trong tay của mấy đứa đó, mà giờ nó không biết gì hết. Còn mình giờ mình già rồi, những thế hệ già cũng sẽ ra đi, giao lại cho nước Việt là đám này, đám nhóc này, mà đám nhóc này bây giờ nó giống như là zombie, không hiểu có phải là buồn không? Bờ trên rất là buồn á.
À, thêm 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 cái anh Bùi Hiền nữa mới nhảy lên, thêm bác Bùi Hiền á, kêu đổi tiếng Việt nữa để cho đừng biết lịch sử. Thì đầu đời á, Kiệt có đọc sơ sơ tóm tắt cái lịch sử, tại khi đọc trên mấy cái điện thoại của Kiệt á, mấy cái số nhảy lên quầm lum á, cái đang đọc cái nó bị mất phải không? Dấu thiên văn cũng hiện lên trên bầu trời Sài Gòn. Ngày hôm qua có một cái dấu hiệu hiện lên ở đâu nữa ta? Cũng ở Sài Gòn. Bao nhiêu hiện tượng là đã xảy ra khắp hết rồi. Bây giờ cũng không biết nói làm sao để cho họ hiểu nữa. Giáo thiền tâm này điện Thái Hoàng Thiên tiền thành tiền giấy, bây giờ thành tiền giấy thiệt rồi. Cái nhà quý vị có thể bán 10 tỷ Sài Gòn mà lúc trước thì việc nói, hôm nay không biết 3 tỷ có người mua không nữa, thì nó phải hành giấy thành gì chứ. Không lẽ quý vị mà nói là giấy tức là tiền Bác Hồ thành tiền giấy thiệt hả? Cũng có thể thiệt luôn á, tiên cơ á. Tiên tri nói vậy là quá chính xác rồi, quý vị biết không? Mình có phước. Hôm nay mình có bề trên cho Kiệt xuống đây để mà giúp mọi người, để mà biết được chuyện gì, để mình né, mình tránh. Và đồng thời mình cũng bớt có cái khủng hoảng, bớt có lo lắng đó. Rồi kế tiếp Kiệt đã thông báo là có nạn đói. Thì bây giờ quý vị chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị thủ cho gia đình. Mình cũng mỗi thứ mình chuẩn bị thì gia đình mình sẽ vượt qua cái đại nạn. Thì trong kinh có nói là lò qua được cái sàng lọc để dự hội long qua là vậy đó. Ai có phước thì dự hội long qua. Chứ bây giờ Đức Thầy sắp xuất hiện để lập hội long qua mà mình chết đói, mình chết rồi. Ở chiến tranh là mọi thứ nó ứ động nha quý vị, không có di chuyển được, không có xe hay là tàu máy bay gì bay tới bay lui để mà cứu mình hết trơn á. Mỗi gia đình chúng ta phải ít nhất cũng sống được 2-3 tháng đó, phải tự lo á. Đó là mục đích của Kiệt nhắc nhở từng chút. Hôm nay Kiệt lên Kiệt nhắc nhở là chiến tranh sẽ tới cận kề bên cái chết của mình. Mỗi người họ thiên, những người họ khác thì họ có hiểu thì mình không có nói nha. Nhưng mà họ thiên á, con của ông trời á, thiên Việt Nam đi, mình dùng chữ là thiên Việt Nam, 100 triệu người. Mỗi người đều có bổn phận phụ chung với Kiệt. Vài tuần nữa Kiệt lập cái đàn để mà Kiệt xin xỏ tiếp. Thì từ đây cho tới ngày đó khi quý vị đọc kinh á, quý vị cũng phải xin cho nước Việt sớm qua được cái đại nạn, sớm qua được cái bệnh đau binh và nạn đói rách. Rồi đồng thời cùng một lúc quý vị phải xin sớm cho Đức Thầy, tức là Đức Huỳnh Phúc Sổ. Còn ngoài Bắc đó thì cứ xin cho ông Chặn Trình sớm trở lại. Ông có câu gì ta? Biển Đông dậy sóng thì ta trở về gì đó. Có câu của ông Chặn Trình. Thì ở ngoài Bắc thì cứ xin ông Chặn Trình trở lại nha. Còn miền Nam thì cứ xin Đức Huỳnh Phú Sở xuất hiện ta Đức Thầy trở về. Chứ còn nếu không Kiệt chỉ là người nhắc nhở, Kiệt cũng ngồi đây chờ chờ sư phụ thôi, chờ lệnh của cha thôi để mà làm việc. Cái Kiệt cũng làm được phân nửa nhiệm vụ là nửa đời nửa đạo. Đạo thì Kiệt đã rải cái hạt giống xuống thế gian rồi, thì tất cả mọi thứ nó sẽ từ từ, nó không phải một ngày một buổi mà nó phải có nhiều thời gian lắm, trong tương lai rất là lâu, để mà cho cái đạo nó phát triển, cho tương lai cái đạo nó phát triển một cách mạnh á,
khi mà Kiệt về trời thì cái đạo mới phát triển, người ta mới biết là có một sự việc như vậy, có một người như vậy hôm nay đã lên mạng 4 năm mà sao lúc đó mình có mắt mà như đuôi, có tai mà như điếc, thì lúc đó đã muộn rồi. Bởi vì Kiệt thường nói là họ thấy tượng á, thì họ lại, họ thấy mặt Kiệt á, thì họ chửi. Gần đây Kiệt có một cái tên mới gọi là bố láo ba que. Tại khi Kiệt đọc cái lịch sử mà chết đói năm 1945 á, thì có nhiều người á gọi cho chửi Kiệt nó là đồ bố láo ba que. Ok, hôm nay Kiệt là bố láo ba que. Thêm cái tên mới cũng vui, chúng sanh thiệt mình tức cười. Bố láo ba que, ba que bố láo. Nên nhớ mãi mãi không phải là tập chứng bệnh mà cháu cố cháu chắc cháu không có nội đề tập chứng bệnh cũng vẫn muốn thôn tính nước Việt nha quý vị. Nước Việt đã bị thôn tính lâu rồi nhưng mà nhờ ngày nào thì cũng kháng, cho nên cái gì dân đồn phú quốc gì đó hôm nay mình còn giữ được, chứ thật sự là nước Việt bây giờ không có tự chủ quyền được, không có tự đứng lên được, mà là gì Trung Cộng nó sẽ chia năm sẽ bảy, thế lực của nó bây giờ càng ngày càng yếu. Mấy vị nói là những cái thế hệ nhỏ trong những lúc này nè phải hiểu để mà lấy lại Hoàng Sa Trường Sa, thì chỉ là người truyền tin, là người nhắc nhở. Ngoài cái thế giới hữu hình của mình cũng còn các chư vị hồn thiên sông núi lúc nào cũng bao bọc che chở cho mình. Cho nên kêu Kiệt lên đây nhắc nhở quý vị thôi, chứ Kiệt cũng là người ở cõi trời. Kiệt xuống đây để mà phụ giúp một tay, Kiệt cũng không có làm gì lớn lao lắm. Chỉ mỗi một cái mình cũng phải tự lực, tự phát huy cái tinh thần của mình, tinh thần dân tộc của mình. Chứ không phải như bây giờ, tuổi nhỏ bây giờ nó không biết gì hết rồi cứ lo vui đùa chơi rồi đá banh rồi xô bích đồ này nọ không à. Nó là một ngày nào đó nước Việt cũng sẽ như thời xưa trở lại, sẽ bị thôn tính bởi Trung Quốc vì họ rất là mưu mô xảo nguyệt á. Tất cả mọi cái chiến tranh xảy ra trên cái đất này đều là do bởi con người tham lam và không có hiểu luật nhân quả, thì nó mới có cái những cái chuyện mà rất là đáng tiếc, đau buồn. Rồi đây tất cả quý vị sẽ thấy những gì Kiệt nói là thiệt. Cái ác sẽ không còn tồn tại trên cái quả địa cầu này sau khi đệ tam thứ chín xảy ra. Mà đệ tam thứ chín là chừng nào ai cũng hỏi câu đó, nó sẽ xảy ra rất là ngắn. Hôm nay mình cũng nhìn thấy cơ bản, thì Kiệt là người ở trên, Kiệt hiểu được nhiều chuyện. Quý vị thấy bữa nay là ông Trump đang ở ngoài tòa đó, hiện giờ luôn á, thì chỉ có không phải là ở Mỹ là không có tà đâu nghe, các phe dân chủ nó cũng là tà, gọi là khổ tà đó. Thì trong cái thế giới vô hình á, giữa chánh và tà đang đấu với nhau, thiện thần và ác thần. Thiện thần á, thì đang bị ông tòa xử về mấy cái vụ đã xử xong rồi, nó không còn kiếm gì để mà nó kiếm chuyện ổng nữa. Nhưng khi mà thiện thần đúng ngày đúng giờ là thiên thời địa lợi nhân hòa đó, chỉ có đảng Cộng Hòa là mới đưa Trung Cộng đi vào lịch sử, vào quá khứ luôn, tiêu luôn á, ý là nói là tiêu luôn á, là chỉ có đảng Cộng Hòa, cả Nga và cả cái khối khối Hồi giáo và cả cái khối cực đoan, độc tài, khối ác. Riêng Việt Nam mình ở trên nó trả lại gì hết, chỉ là đi theo người ta thôi. Hễ mà thầy chạy thì trò cũng chạy à, cũng dông à. Thì Việt Nam
được ở trên á đã phong ấn lâu rồi. Phong ấn có nghĩa là biết là không có đúng, nhưng mà cũng không có cho thê thảm như kiểu Bắc Hàn bây giờ đang chết đói thê thảm, cái gì biết không, cũng phong ấn lại, cũng không có cho bị thảm kịch lớn như kiểu là Ukraine, và cũng không có để cho chết Covid hàng triệu triệu người. Có nghĩa là nước Việt Nam có Phật Thánh Tiên hạ phàm để cứu độ nước Việt, thì nước Việt sẽ tránh được rất là nhiều nạn tai. Nhưng mà song song theo đó đó, cũng không có hẳn là giữ được chế độ. Chế độ là gọi là phê thế trục đó, cũng phải thay đổi thôi. Nhưng mà quý vị ở trên nó đang thay đổi theo kiểu nào? Hay đang thay đổi theo cái kiểu mà thì bây giờ Kiệt làm cái clip ở nhà, thế nào rảnh thì lên đây Kiệt ngồi nói chuyện chơi ra cái clip ngắn hay dài tùy theo bữa nào có chuyện nhiều chuyện ít phải đi. Thì mỗi một lần mình nói chuyện chỉ vô một cái đề tài thôi, tập trung. Rồi ở ngoài kia thì mình cũng không có giờ nữa, ví dụ như buổi chiều hay là buổi sáng như giờ. Thì sau ngày bữa nào Kiệt đi họp thì Kiệt không có nói chuyện buổi sáng. Rảnh thì nhà Kiệt nói một chút, rồi đi làm buổi trưa. Chiến tranh chúng ta đang ở sắp sửa có chiến tranh, sắp sửa có nạn đói, kinh tế thì mình đang thấy rồi đó. Kinh tế đói thường đi đôi với chiến tranh. Đó là đệ nhất, đệ nhị và đệ tam, thế chiến đều là xảy ra như vậy. Chỉ có một cái là chúng ta chúng sanh đây mấy tỷ người, cả nước Việt đa số là năm loại mà Kiệt nói là khó mà độ đó, thì họ không có biết chuyện gì ngày mai sẽ xảy ra. Khi mà chiến tranh sẽ đến, họ chỉ biết ngày mai là tính chuyện ngày mai, chứ họ không bao giờ có một cái sự phòng bị trước, hay là thay đổi cách sống, hay là ăn hiền ở lành. Họ không có tính được gì, họ không có chịu hiểu thêm, họ không có chịu nghe Kiệt nói rất là lì lợm. Và trên rất là buồn cái chuyện này. Cho nên vài tuần nữa thì Kiệt sẽ lập một cái đàn tràng khoảng để mà khấn xin cha, xin chư Phật giảm bớt cái sự tổn thất, bớt sự chết chóc.